thực dâng lên đắng trà, quả thực kỳ dâng lên lòng tin bạn thỉnh Chúa tiền gửi về. Cùng chung với kêu chính mỹ ở trên trời sửa chỉ tư phương, thiên tiên đã cùng thịnh mời để nhất đi. Thiên tiên sắc phong chế thắng sẽ loạn gửi về thôn quê đất phủ dày vần cát, thôn quê nghĩa hương thiên bà nhà lê cả trần. Con cánh thanh tân hình dung, con cánh thanh tân người năm định xa kết hôn nhân hình xương thủy. Lỗ nhang xa nhiệt bạc rơi mông huân chư Phật hải hồi đất giao văn tùy sư kết tường vân thành ý phương ân chư Phật hiện toàn thân. Nam mô hương vân cai Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô hương vân cai Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô hương vân cai Bồ Tát Ma Ha Tát. Cai quang dòng nhan thập cơ diệu quang minh chứng đền trung ngã tích tăng cung gian kim cung hòa thân cần thành Chúa tiên trung vương. Đại khai chi kính minh như nhật thượng phá vi trần sáng lạc sinh nhất niệm liễu nhiên siêu bách ức thiên thai vạn vật tổng giai thông ra hồi cung. Đệ nhị thành tiên thịnh mời đệ nhị thanh ý tiên tích sửa sinh thành trên đề đông cuồng nhan sắc khắc thường hình dung nhan sắc khắc thường giá danh tội bổn hòa thượng khôn bì xiết bao lá thăm thơ bài lòng tin không đoái một bài nét xuân chiến đàn hải ngạn lô nhiệt minh hương gia vương tử mục lượng vương vương hỏa nơi đắc thanh lương trí tâm kim tương nhất chu biến hợp phương. Nam mô hương cúng giang Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô hương cúng giang Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô hương cúng giang Bồ Tát Ma Ha Tát. Sẽ là thanh gia hồi cúng thanh mẫu đề ca thịnh mời thanh mẫu sáng tinh xuyên sớm kết loan phòng thảo mai tiểu thiếp mê đêm lòng xa oan chẳng xét ngày gian kính xuyên chẳng xét ngày gian và người nữa để lầm than sao đành dưới định chân nhang phân khởi xung thiên thương đệ tử kiên thành nhật đại kim lô phong khoảnh khắc nhật huân đức viên mãn thập phương tích nhật ra dù biến nạn tiêu tai chướng. Nam mô hương cúng giang Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô hương cúng giang Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô hương cúng giang Bồ Tát Ma Ha Tát. Sẽ là thanh gia truyền ra thánh tông có lệnh truyền ra tháo ra thủy bộ tung ra chiến dịch đô định có phạm nam thành đó phạm nam thành ưu binh đó phạm nam thành thánh tông rèn bắc tung hoành mọi nơi lên
kỳ. Tả cơ hữu đội đùng đùng, có ông thánh đông vâng chiếu chỉ triều đình. Truyền quang tổng đốc đi sai hành các quan đi. We'll be right back.
quốc sử ký Việt Nam. Việt Nam đời Trần Thị Nghi lịch đế vương người kế thế chỉ binh phủ thiên trường tức mạc địa linh sơn hà dục tu trung linh khả kinh Hàm Phu, Thứ Trần Tâm
mặc khải vũ bông mê châu bất đi tội tứ giả kinh chiêm kim nguyệt sơ tiểu nhật cùng ngộ xuân tiết tư phúc chi thời cẩn thế hương tín đầu nhập thánh môn nhất truyền tiên chân bổ ngự truyền thủ chính giáo quy thân hùng vụ kệ trí hợp cách hành động thông hành đạo pháp sóc vọng hương tăng bất diệt thần thôn tu luyện sai bất quái vi ý trung nhất nghiệp sắc tư tự kim nhị học thiết lập điện đường phụng tự trần thánh đại vương gặp hội đồng chư tướng quan quân nhất dạng quân thủ bảo hộ quý nguyện quán thủy thao giám hồ tất quỷ tâm nạp câu thản quy nạp các triều công vũ dương thái đầu minh khứ âm linh không ngoại vọng ư cung tường ngưỡng mông bội trực thiện căn viên hoàn phúc quả âm phù dương độ tứ hiếu tôn hiền thánh nhận truyền ban tà ma đấu tán tu trí sắc giả liễu sắc cấp phó thành đồng vũ thị hà đạo hiệu huyền hoàng thụ kỳ quế tứ giáp thìn niên tam nguyệt sơ cửu nhật thời xuất cấp đồng a chính giáo truyền độ thần a pháp sư tuân hành chỉ thị phụng hành khoa giáo tự pháp chiêu đồng trưởng đặng thị thúy hiệu huyền nguyên chỉ thị phụng hành. Văn sắc dâng lên hôm nay, văn sắc dâng lên pháp sư tấu đôi chúa tên rõ ràng phê cho nhị tự trường sinh. Tự trường sinh phê cho nhị tự trường sinh, chữ phu chữ quỳ khang linh thọ trường phê cho tướng mạnh đôi đường. Để nạp thiên tào sắc văn, để nạp thiên tào tấu lên thượng giới ngôi cao đế đỉnh hạ trình thủy tê lòng linh. Lưu qua hoàng thân
mệnh nghi ý. Nam Bang Giang Nghê Trần Trần Thị Tôn xây ra hồi cùng phục mệnh đế đình nghi tôn quan phục mệnh đế đình ra oai sát thủy trừ đình chóc đà hương một chiền chín tầng soi thấu giải tất lòng khởi tâu linh thông lục chi thần thông lục trí thần thông nghi huyền cai tám giới nghi phòng ý phép bầu sắc chỉ phong hậu xa uy khai quang
chiếu tương trung hạ tích tăng cung giang kim phùng hoàng lên cần thánh chúa thiên trung vương. Văn sớ dựng lên thương lai, văn sớ dựng lên ngài về tổng đôn chép tiên rõ vạn khi cho thì được chúa sinh. Chữ phu chữ quý khang ninh họ trường phê cho dũng mạnh đôi đường. Chứng mã chứng đạt ngày về chứng mã chứng đạt độ cho tín chủ muôn vạn phúc tùy độ cho tài lộc bằng người. Khám phủ khám đàn quan về khám phủ khám đàn độ cho đệ tử mọi đường hành thông chữ rằng sở tòng tân. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
hồi cung. Hoàng đế Tinh Quân đi tống ông, hoàng đế Tinh Quân nhiều ông đi thiên thần giáng sinh. Ông tại thiên đình nguyên xưa, ông tại thiên đình đêm ngày coi sóc cùng dình lâu đài. Số tử trên đời số sinh, số tử trên đời một tay biên chép không sai số nào. Tình
chứng mã chứng đạt, ngày về chứng mã chứng đạt, độ cho tín chủ muôn mặt tốt tươi, độ cho tài lộc bằng người. Khám phủ khám đàn, quan về khám phủ khám đàn, độ cho họ vũ mọi đàn hành thông, chữ rằng sở nguyện tòng tân. Cầu lòng khuyến kỳ
đạo quả viên thành cha môn các anh tăng quế đỏ thiên thần vọng ân đệ tử cánh đồng hài đạo dần mai từ thân bản bản chính thì vị thiên thành cánh tam thập lục với hợp can chi căn mạnh đăng đầu nhập anh vô sưng thần đệ tử quy hàng tứ phủ thính vận đông trường phẩm phụng anh ông bảo điện ngũ năng thanh đồng đặng thị thúy đạo hiệu huyền nguyên chính túc cân đai dẫn trình đại từ đại nhân thủ thắng đơn thân ngôn hiền thần bao sinh đạo phẩm kết tập trước viên nhà ân quan số chi an bài đi định tinh thành di phụng sự mình dùng trước thân vậy cả biến đa thúc phản vũ thần minh nguyện kỳ tổ tận phúc sinh vương vọng toàn bằng vũ thánh từ vùng này thiết cát nhà tương đòi tiền thiên tâm hương đầu thành sáng hoa hôi khất điều đi văn chi thiên nguyện tương tương đai chi phúc cùng đi nam mô thọ phương vô lượng thường trụ tam bảo phật bồ tát kim liên tòa hà nam mô thiên linh phật tổ đô đại giáo chủ chư pháp minh vương tầm thánh hộ phổ cứu nạn thiên cảm quan thế âm bồ tát hồng liên tòa địa chỉ thiên tam tòa thánh mẫu trung thành thiên đệ xã hội đồng màu kỳ đà thiên đình thượng ngàn lý cung công đồng hoàng tử vương quan thánh thi tiền hà thiên thảo hoa bắc công chúa bị mạnh sách về tài hoàng triều hoàng quận địa cha tiên cô cẩm nhất thiết quy ninh thị đồng thánh trung thị tiền thị cung phòng thánh tử đồng thị trưng gia cùng nguyện nhân phong phá biếm hoàng thi lục tử chi nhân đức thị chiếm đu quả ba hiếu sinh chi đức nhất tội nhất xa linh ninh hàm đại thị sinh nhất phúc nhất đăng các ba quân ngôn ca thị huệ tỷ thi môn phong linh chân nhân tài vượng tiến vô lưu tiền gia đạo vinh thường phúc phu vi tương vũ đa nhật các tử hoa phóng tư cơ chiến tọa phù cung ung ách băng tiêu tự hữu quy nhân trợ lực hàm chiêm thanh đức cộng lộc hồng ân vạn vọng cẩn sơ thiên vận giáp thìn liên tam việt phúc sinh các nhật thần đệ tử thành tâm thấu thủ hòa nam thượng tấu dân cảnh sơ hồng hôm nay dân cảnh sứ hồng pháp sư tấu đôi chép tên rõ ràng về cho đi từ trường sinh nhị đường trường sinh về cho đi từ trường sinh chữ phú chữ quý khang ninh đời đời về cho dân bạch đôi đường dân cảnh sơ hồng đôi tay dân cảnh sứ hồng để trước cộng đồng quang về con sơ tấu trình Bye.
mời quan thái tử đệ đa phương phi diện mà ở lòng nhà khác thường. Chốn lòng dài cầm quyền dung chùa phép bầu quan tối thú tối linh. Thông độ cho sở tòng tân khám
phủ khám đàn, quan về khám phủ khám đàn, độ cho họ Vũ mọi đường hành thông, độ cho Sở Nguyệt Tòng Tân. Dành dòng bữa trụ kim thanh chuẩn nộp độc xứng tôn
dần như mang nguyện bạch hào quang giam xếp từ thời kỳ đạo sắc. Kim thời khải thịnh thiếu sắc tuyên dương hạnh đốn oai quang cung doa từ thinh. Hoàng hoàng vạn tượng thánh thọ vô cương, thánh cung vạn vạn tuế. Kim hữu sắc văn hiền môn tuyên đọc. Tứ phủ vạn ninh công đồng chuẩn sắc cấp thanh đồng. Cái văn nhân sinh trần giới kết tập nghiệp duyên. Sắc thân nay phụ mẫu sinh thành căn bệnh hệ thánh tiên quản trường. Dục đắc an toàn tinh mạng tất tu. Túc triển tinh thành phát nguyện nhất tâm quy tứ phủ cùng tấu Việt Nam quốc Quảng Ninh tỉnh Đông Triều thị xã Việt Nhân xã Phúc thị thôn sinh đồ xoắn gia viên nhất bách bát thập nhất hộ đầu vu Hải Nông Điện sứ cư thượng vùng Phật Thánh bảo an đệ tử thanh đồng Vũ Thị Hà Hiệu Huyền Hoàng tự thân bản mệnh sinh kỷ tị niên tiền kiếp tinh danh tạ hợp xương tại sở quốc kinh câu kim sinh Việt Nam quốc nay sinh vũ tộc kiến sinh hạ đệ bắt đầu đệ ngũ vũ quốc tinh quân thiên thảo bản mệnh Hà Văn Sương nữ nguyên thần lạc thiếu dương trần quân chí tư hành canh tam thập nục quế kim tiên vận trực thủy diệu tinh quân bàng lâm bát quan ni cung thần quan hợp can chi đẳng đầu nhập thanh môn xưng thần đệ tử thượng thừa thánh giáo hạ mẫn phàm tình tứ cấp thanh đồng Vũ Thị Hà Hiệu Huyền Hoàng thần hôn phụng tự kiều tịch chuyên cần sóc vọng hương đăng bất nguội tư giả kim nguyệt sơ cửu nhật khấu thủ tam tòa niệm thánh tư phủ vạn ninh công đồng vì chúng tu trí sắc giả hiểu sắc cấp thanh đồng Vũ Thị Hà đạo hiệu Huyền Hoàng chấp chiếu vi bản chuẩn thử ngưỡng vọng niệm giá chúng mình chư tiền tam cách hoàng quy tự rục tư bồi hiện quả đi biên thành mặc vận thần cơ điểm toán các hoa nhi sáng nắng nghi quang phụ ảnh ninh ca ngoại vọng kỳ cung hạ thức thừa ân thứ đắc thân bồi ứ phàm tịch rành chính môn phận miễn gì xuất sự chi uông phong họa khứ phúc này đoán hiệp đồng mông nhi các thánh cố sắc tuệ thư các thị niên tam nguyệt sơ cửu nhật nương thời sắc tư cấp tam giới chính nhất pháp sư thần tự pháp chiếu khâm tuân ni Hải Nông Thảo Điện mộc ân thanh đồng trường đặng thị bí đạo hiệu Huyền Nguyên phụ ngành pháp mà. Văn sắc dâng lên thường lai văn sắc dâng lên pháp sư tấu đôi chép tên rõ ràng về cho nhị tự trường sinh hạ út vi khai chiến hương hạ út vi khai tạp kiến chư tướng người đáo lai hộ trì tả sai binh bộ binh tùy cấp sắc thành đồng quan về cấp sắc cho đồng độ cho họ vũ mọi đường hành thông độ cho sở nguyện tòng tân cánh hồ tháng cả tiệc lớn mà họ vũ nhận
vạn tâm cầu, nhất một lòng tòng một đạo, nhất tâm trí thiết nhất giả trí thành. Thiết lập đàn duyên khởi tiến trai nghi, hạ tam sinh tiền cung linh phận thánh. Hậu đón rước chúa tiên, sở cậy một ân thanh đồng, đồng thầy họ đặng chỉnh túc cân y loan giá phụng hành. Bắc ghế quan lớn ngồi, nằm ngôi quan lớn ngự nga. Ta về ta chứng quả đàn duyên, tờ đơn cánh điệp, tờ giấy cánh sớ, tờ vàng nến hương, tờ trình ná trạng. Thanh bông hoa quả cơi trầu tấm lễ, năm chu tượng mã thuyền rồng bát nhã chúa độc sơn trang. Ta chứng sắc cấp sắc cho thanh đồng nga. Ta cho thanh đồng họ Vũ, đạo hiệu tự huyền hoàng, từ nay trở đi từ chi hướng hậu. Yên căn yên số yên sổ thiên đình, được đồng khôn bóng ngoan, đồng sang bóng nghịch. Ta ban danh ban diện chấm công thưởng lộc, pháp sư văn đàn nhị vị hầu dân. Bạn đồng công lính, chư gia chư nhân, bách gia trăm họ muôn dân. Ta cho nhà nào phúc ấy, phúc đẳng hà sa, được đầy thuyền mãn quả ha. Giáp bạc bao phê nhuộm đỏ trong trận cũng như không. Ra tay cứu nước trừ nguy biên, tiếng đề ngàn thu với non sông. Quan lớn kéo quân về, đóng ngã ba sông Bạch Hạc. Bạc tiên ngồi đàn hát vui chơi, tiệc hồng môn yên ấm xong rồi. Đăng quân giá vũ sang chơi biển nước người. Chơi cửa đài cửa bích khi ra khơi vào lạch thành thơ. Thuyền rồng trăm mãi treo bơi dọc ngang tuần lành là nơi đi về. Lành giang từ quý địa danh lam, đền thờ hoan tan tía kiệu vàng, lòng môn hồ bán thành bàn quý nghi. Hoa tức thì xa lâu đại điện ca, dân nước về thủy quốc một khi. Có phiền lấy ngọc lưu ly, đùng đùng dân nước tức thì không ai đa. Vượt đằng giang, vượt đằng
đăng giang sông thao sông cả, kéo quân về người đóng ngã ba tranh. Sướng ca đàn hát tập tành, thi ngâm phú vịnh cầm canh chơi bờ. Tiếc rồi, đoạn tiếc rồi, về nơi thủy phổ. Dòng cân đài, y mũ quỳ tâu. Dắm ta đồng tử đi theo hầu, vào tâu hương phụ ra chầu đức mẫu vương. Có phen người phi phương biến hoa, Nghệ An thượng hạ đại giang, thuyền rồng chèo quê buông loan, vì trời sông hát lúc xa sông cầu. Dạo thần thơ tàn viên tác đạo, truyền chữ quân đi nhị đạo tiên phong. Chiến kêu cờ phất trống sông, thuyền về sau trước nối dòng lênh đênh. Trống cầm canh chiến vang ánh ngọn, lốt xanh vàng chiến đổi giữa triều đình. Văn võ bách quan ra nghênh đón rước vương quan về châu. Dây ông đã về châu nhân đức, cứu buồn dân và ước siêu sinh. Xoay xoay vua phong tuyệt quan đệ tử uy hùng ở dây và mười phương chuyển trên trời dưới đất quang ngân hà cầu đêm bắc ngân hà liệt hàng tinh đầu bay xa ngang trời đi.
quang dòng nhan thật cơ diệu, quang miên chiếu tự trung ngã tích bằng cúng giả kim phục hoặc thân cận thánh chúa thiên trùng vương. Ca lăng tân xa ân từ bi lần mất chúng sinh vô ngã kim đình lễ thái quang chiếu tự trung. Dâng lên ngày về tấu đối chúa biến rõ ràng khi cho đi tự thường sinh. Chứng mã chứng đàn quan về chứng mã chứng đàn độ cho đệ tử mọi đàn hành thông chữ rằng sở nguyện tòng tâm. Khám phủ khám đàn quan về khám phủ khám đàn độ cho đệ tử mọi đường hành thông độ cho sở nguyện tòng tâm. Số nhân thế
thiên đình đình xét phân sang dầu hồ nỗi khổ niềm vui dầu xa số mệnh tại trời hay đâu nhân quả con người tạo ra gieo nhân tốt ắt là quả tốt làm việc ta khó lọt đi thiên la phúc phần ấy chính tại ta gieo mầm tích thiện nở hoa bốn cổ tích ô lớn tự tỏa ngôi cao đấng thánh hào cổ kim đi lừng lẫy danh quan lớn phật đã dạy thần cường chính từ cổ đoàn đi cảnh am thanh ý nhiều nơi lịch sử đi bày từ thượng cổ ý nghĩ ngũ lai bao phen xuất nhập trang đài vua ban chấp chính quyền cai ý trong chiếu thank you.
thiên đội vạn cơ lệnh truyền thiên lực vạn cơ quan lớn bây giờ chắc dáng anh linh trước là bảo hộ gia đình sau là chu dốc ta tinh phen này quy ra trần thế biết tay trần thế biết tay quy ra trần thế biết tay ngừng lên đông tử cứu dậy nhân gian cứu đâu thời đấy bình an sớ dâng lên thương lại văn sớ dâng lên ngài về tấu đôi chết tết gió vàng về cho nhị từ trường sinh chứng mát chứng đàn quan về chứng mát chứng đàn độ cho đệ tử mọi đàng hạnh thông chứng rằng sở việt tông tâm thank you.
rào long hầu khấm mi ban khung ban sắc tư chân ninh giang thiên văn phổ anh linh bão phen đắp lũy xây thành khắp miền duyên hải sông tranh nước lòng nước non đã
rồng dấu hùm hàm em chữ dạng hồng phi đòi văn vũ đôi bên quan tuần chắc giáng ngự lên trên sập rồng sắc ban phong kiêm chi tam giới hay chóc tà sát quỷ trường tinh quan tuần vạn phép muôn linh quyền tài gai quản chư vinh nhà trời đồng chơi mình quyền bóng quý nước oai rời thủy khí sinh nhân đùng đùng nổi trận phong vân hương đồng ban dấu cứu dân khoan trừ ta sau thôi ông chờ ra đi hổ lên châu thượng thiên thanh xa hồi cung thương an dâng văn thách tả đệ nhị trên ngàn đông cuồng tuần quán đi giáng đền chứng đây về bóng sao tàn đi ai à, à.
chỗ bà danh thơm đã có tiếng đồn. Thank you.
trông quen quen. Thank you.
chính nơi thánh tích Hoàng Bơ thoại tê. Đạo huyền vi tâm tâm sinh thành, thuận lòng trời bảo lạc quần sinh. Trong tỉnh Thái Bình tích xưa, trong tỉnh Thái Bình chính nơi tiền hài đất lành nghỉ canh xuyên ý. Trường đêm chung ngàn tích tăng cùng giả kim phục hoàng thân cận thánh chúa thiên trung thượng. Văn điệp dâng lên này về tấu đối chưa biên rõ ràng vì cho đi tự trường sinh. Hoàng về chứng mang chức đàn độ cho tín chủ muôn vạn tốt tươi độ cho tài lộc bằng người. Thank you.
vỗ bên gành, bên gành trắng soi tề tay tiên chúc chén rượu đào. Dâng nhân tuần sơ dâng lên bệ ngọc để kính vua Tạ Mẫu thừa Huệ nâng mời làm mời rước ông bơ hoa rơi các cô nâng mời rước quan hoàng thơ Quỳnh tiên chúc chén rượu mời nhị tuần á dâng lên bệ ngọc kính vua Tạ Mẫu thừa Huệ nâng mời làm mời rước ông bơ hoàng rơi á rơi rước ông hoàng rơi. Bay tiên chuốc nữ chén rượu mời tam bôi dâng lên Tạ Mẫu để khắc khô nâng rước ông bơ hoàng rơi các cô nâng mời rước ông bơ hoàng rơi. Móc xa
lòng sống. Mây đùn cửa ai xa khóm cúc tuôn đôi hàng lệ cũ con thuyền buộc chặt môi tình lùng giục kẻ tay giao thước thành bạch chảy và bong ác ta canh khuya
ván cờ tiên dân nghi hoàng. Vẫn đau
tiên cô dòng chơi khoáng sở tân lâu sẽ xá lên trầu thương đế vua cha đệ tử cô vô số hằng hà. Gần xa cho đồng đứng trên ngàn ngàn xanh ngắn ngát thì cô về niệm Phật chùa Quỳnh Lâm tay cô đàn miền hát ca ngâm trầm nhật khoa vượt trên nó dù có dầu dĩ dưới suối ngàn nắn đi đéo có cô đôi vui về cố thú ở cạnh lâm sơn. Măng tre măng nứa da vàng cơm lam có phèn xù
xuân sắc thanh thanh diệu kỳ. Đền đi thiên có tích còn ghi, có tiên thần nữ đi về hôm mai. Son từ thành thì tới kinh đô, son cho lan nước buông mùa thêm xuân. Đúc nghi tiên sáng tỏ sáng vườn, soi đường lùng đào chớp luân mọi loài. Soi đường lùng đào muôn loài chớp luân. Ca
thích tình ta. Ai ơi có biết cô đôi ngàn tuổi trăng ba bốn bề yêu quạnh vắng tay. Sau câu ơi đừng quên nhé, chúng con mong chờ.